đuổi thi thế gia từ mộng u long lang đầu câu. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Ta gọi ngô cửu âm là cản thi thế ra cái cuối cùng người thừa kế. Nhưng mà chuyện này là ta sống gần hơn 20 năm về sau mới biết sự tình nếu không phải là bởi vì trận kia biến cố, có lẽ ta vĩnh viễn cũng không biết ta có dạng này một cái gia tộc. Cũng có lẽ gia tộc của ta từ đây liền đem xuống dốc triệt để trên thế giới này biến mất. Cho tới nay, ta cũng cho rằng ta chỉ là một người bình thường, có thể giống những người khác đồng dạng trải qua cuộc sống bình thản, trên thực tế, trước đó kia hơn 20 năm. Cuộc sống của ta hoàn toàn chính xác rất bình thản, không có chút rung động nào, nhưng là từ khi trận kia biến cố về sau, nhân sinh của ta bị hoàn toàn thay đổi. Đi lên một cái không bình thường con đường, càng làm cho ta biết trên thân lưng vác lấy một cái lớn cỡ nào trách nhiệm. Chuyện kia, cho dù là hiện tại ta nhớ tới cũng có chút không rét mà run, ta tình nguyện nó cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, thế nhưng là nó sắc sắc thật thật phát sinh từ khi chuyện này về sau. Nhân sinh của ta bị sửa chi sau đó phát sinh những cái kia chuyện kỳ quái, hoàn toàn lật đổ ta nhân sinh, tựa như là một cái cự đại đầm lầy, đem ta càng lún càng sâu, không cách nào tự kiềm chế chuyện này còn muốn từ mấy năm trước một cái 30 Tết nói lên, còn muốn từ ta ở cái thôn này nói lên. Ta ở cái thôn này gọi cao cương thôn, thôn cũng không tính lớn, có trên trăm gia đình, mấy trăm nhân khẩu. Tương truyền chúng ta thôn, ngay từ đầu là một cái họ ngô cùng một cái họ chu người chuyển tới đây, cụ thể là từ chỗ nào chuyển tới ta không được rõ lắm, ta lờ mờ nghe các trưởng bối nói cái này hai người huynh đệ là thanh triều những năm cuối thời điểm chuyển tới khoảng cách hiện tại đã có một trăm mấy chục năm nghe nói họ ngô gia đình này cũng chính là tổ tiên của ta cùng cái kia họ chu người ta quan hệ rất tốt như thân huynh đệ xem chúng ta cái thôn này phong thủy không sai dựa vào núi ở cạnh sông mà lại rời xa huyên náo ngay ở chỗ này ở lại sau đó liền kéo dài chúng ta ngô ra cùng chu ra mấy đời người quân phiệt hỗn chiến cùng dân quốc thời điểm, chiến loạn phân tranh, sau đó lại náo loạn Nhật Bản quỷ tử, suốt ngày đánh trận, dân chúng lầm than. Có rất nhiều chạy nạn người liền đến chúng ta cao cương thôn, ban đầu là chúng ta ngô ra cùng chu ra tiên tổ nhìn những này nạn dân đáng thương, liền lần lượt chứa chấp một số người. Lưu tại cao cương thôn, thế hệ sinh sôi đến nay, chúng ta cao cương thôn mới có hiện tại cái này quy mô đáng giá vừa nói chính là, chính là đang đánh Nhật Bản quỷ tử thời điểm, Chu gia có người tòng quân, nghe nói tham quân cái kia Chu gia hậu sinh mười phần dũng mãnh, nhiều lần lập chiến công, làm đại quan. Một mực làm được tướng quân, chỉ là về sau quốc cộng nội chiến, huynh đệ mình đánh nhau, sao 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 chiến bại, này Chu gia liền theo lão tưởng mang theo một nhà già trẻ đi bảo đảo Đài Loan. Đến nay liền không có tin tức. Chúng ta Ngô gia vẫn luôn là thế hệ đơn truyền, cho dù là cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng ta Ngô gia một gia đình. Ngược lại là về sau bởi vì chiến loạn chạy trốn tới bên trong thôn của chúng ta mặt khác mấy hộ nhân gia thành trong thôn nhà giàu, bất quá cho dù là dạng này. Người trong thôn cùng chúng ta Ngô gia quan hệ đều chỗ không sai, cũng có thể nói là tương đương chiếu cố, càng không có người sẽ cảm thấy chúng ta Ngô gia thế đơn lực bạc mà khi dễ chúng ta. Còn có một chuyện không thể không nói, thôn sở dĩ gọi là cao cương thôn, là bởi vì thôn xây ở một chỗ nhô lên chạm gác cao bên trên, cho nên mới gọi cao cương thôn. Nói xong thôn, liền nên nói tới ta chỗ tao ngộ cái này chuyện kinh khủng, chuyện này cho dù là cho tới bây giờ, ta cũng có chút lòng còn sợ hãi, vừa nghĩ tới, cái này sau cột sống liền đổ mồ hôi lạnh. Một mực lạnh đến sau gót chân. Ngay tại mấy năm trước một cái 30 Tết ban đêm, ta cùng trụ tử, tiểu húc tại trí cường trong nhà uống rượu. Mấy người này là ta phát tiểu, từ nhỏ cùng một chỗ xuyên quần yếm lớn lên, là tốt vô cùng ca môn, 30 Tết ban đêm tập hợp một chỗ uống rượu, cái này đã thành mấy người chúng ta ước định mà thành quy củ. Cái quy củ này đã giữ vững được vài chục năm, từ lên tiểu học lúc ấy, chúng ta liền ở cùng nhau uống rượu. Mười mấy tuổi thời điểm, trong nhà đại nhân là không cho phép chúng ta tiểu hài tử uống rượu, nhưng đã đến ăn Tết, trong nhà đại nhân trên cơ bản đều mặc kệ. Lại thêm chúng ta người nơi này đều dễ uống rượu, cho dù là tại cả nước đều nổi danh, rất nhiều tiểu hài tử cũng đều có thể uống mấy ngụm. Lúc còn rất nhỏ là uống rượu đỏ, nói là rượu đỏ, kỳ thật chính là một loại giống như là rượu đỏ đồ uống, có chút số độ nhưng là không cao, uống nhiều quá cũng sẽ choáng đầu, trưởng thành theo tuổi tác. Chúng ta từ đồ uống biến thành bia, từ bia liền lại biến thành rượu đế, 30 Tết ban đêm, chúng ta bình thường đều có thể uống cái trước suốt đêm năm đó đêm hôm đó, ta nhớ được phi thường rõ ràng, cả một đời cũng sẽ không quên, chúng ta uống chính là rượu đế, mà lại là dòng dã một cái dương rượu đế, một cái dương là sáu bình, nói cách khác. Chúng ta mỗi người chỉ ít uống hết đi một cân trở lên. Từ khi tốt nghiệp trung học về sau, chúng ta mấy cái quanh năm suốt tháng cũng tụ không được mấy lần, trụ tử tiếp cha hắn ban, tại trên chấn mỏ bị lừa rồi một mỏ than công nhân tiểu húc thi đậu phương nam một đặc biệt đại học tốt hiện nay thượng năm thứ ba đại học trí cường cùng tiểu húc không sai biệt lắm cũng thi đậu một trường đại học bất quá là bản tính rời nhà gần một chút nghỉ cái gì đều có thể về nhà mà ta thì bởi vì lên cấp ba thời điểm cùng người đánh nhau kém một chút bị khai trừ cũng không tâm tư đi học tốt nghiệp trung học về sau liền đến nơi khác làm công bất quá cũng là hai ngày đánh cá ba ngày nằm lì trên internet nghiễm nhiên thành một cái không việc làm qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị chúng ta cả đám đều uống đến đầu lưỡi lớn đau cả đầu bởi vì cái gọi là rượu trắng người lá gan mấy người đều uống không sai biệt lắm nhàn rỗi không chuyện gì làm trụ tử đột nhiên nói ra ta nói mấy ca, hàng năm chúng ta đều uống rượu với nhau, quát một tiếng liền một trận tiêu, cái quy củ này chúng ta là có phải là muốn đổi một đổi, tiểu húc lớn miệng hỏi. Trụ tử, người nói thế nào đổi, cái này uống rượu còn có thể hết ra hoa dạng gì đến hay sao? Ý tứ của ta đó là, chúng ta là không phải nên làm một chút giải trí hoạt động, hàng năm đêm 30 Tết đều uống không, chúng ta là không phải nên tìm điểm kích thích. Chí Cường ở một bên treo gẹo nói người nghĩ tìm cái gì kích thích nếu không ngươi cùng tiểu húc uống cái rượu dao bôi xéo đi ta nói là chúng ta ra ngoài tìm một chút mà kích thích nếu không chúng ta đi lang đầu câu đi chơi thế nào trụ tử đề nghị cái này lời vừa nói ra mấy người chúng ta đều là một trận mà trầm mặc cảm giác không khí chung quanh không hiểu biến âm lãnh rất nhiều cái này lang đầu câu đã từng là một mảnh bãi tha ma nghe người đời trước nói trước kia chiến loạn thời điểm kia lang đầu câu bên trong nhưng chôn không ít người chết cho dù là mấy năm trước trong nhà ai có chết yểu tiểu hài cũng đều ném tới cái chỗ kia qua loa vùi lấp kỳ thật cái này đều không phải mấu chốt mấu chốt chính là thôn chúng ta bên trong có một cái nhà giàu kẻ có tiền gọi trương lão tam cũng là bởi vì đi một chuyến lang đầu câu không biết chọc tới thứ gì một nhà già trẻ đều chết sạch đuổi thi thế ra từ mộng u long kêu thê lương thảm thiết nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com nói lên cái này trương lão tam đến tuyệt đối là chúng ta cao cương thôn số một nhà giàu sang cái này trương lão tam so ta không lớn hơn mấy tuổi, 30 tuổi ra mặt, con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ, còn có một sinh đẹp nàng dâu cùng 3 tuổi nữ nhi. Trước kia, trương lão tam nhà rất nghèo, nghèo đinh đương vang, liền thật cùng trên tivi nói như vậy, trong nhà duy nhất đồ điện gia dụng chính là một đèn pin, thế nhưng là mấy năm trước cái này trương lão tam ra ngoài làm công không biết đi cái gì cầu thị vận đột nhiên liền phát đại tài không chỉ là xây một tòa trong thôn duy nhất hai tầng lầu nhỏ còn đặt mua các loại đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà đại tivi tủ lạnh tất cả đều có thậm chí còn mua một cỗ xe con thỉnh thoảng còn mang theo mấy người có tiền bằng hữu về nhà nhậu nhẹt có thể nói là phong quang vô hạn nhưng là, trong thôn đều rất hiếu kỳ, cái này trương lão tam đến tột cùng là thế nào phát đại tài, đều muốn cùng trương lão tam hưởng điểm tiện nghi, cho dù là ta nhìn cũng nóng mát. Ta cái này 20 đương tuổi, chẳng làm nên trò trống gì, cũng muốn cùng trương lão tam đồng dạng phát điểm tài, trong tay không có tiền thời gian thật không dễ chịu. Thế nhưng là ta cùng cái này trương lão tam cũng không quen, bình thường gặp mặt cũng chỉ là sơ giao, cũng không tiện mở miệng hỏi hắn bất quá ta không có ý tứ có người có ý tốt mà lại hỏi hắn người cũng không ít chỉ là trương lão tam miệng đặc biệt chặt chẽ chết sống không nói hắn mấy năm gần đây làm chính là cái gì nghề nghiệp chỉ là lừa gạt nói đi theo bằng hữu làm một chút đổi tay mua bán cũng chính là giá thấp nhập hàng giá cao bán đi về phần là tiến cái gì hàng lại là bán cho người nào tiểu tử này cũng không nói mà lại hai năm này tiểu tử này một mực thần thần bí bí thường xuyên không có nhà ngay tại năm ngoái trương lão tam nhà xảy ra chuyện lớn kia là một cái mùa đông giá rét sắp ăn tết thời điểm người trong thôn đều rất bận việc đều bận rộn ăn tết đặt mua đồ tết trương lão tam nhà liền xảy ra chuyện một lúc bắt đầu cũng không có người chú ý tới trương lão tam nhà động tĩnh trương lão tam nhà cũng một mực đại môn đóng chặt liền liền cửa sổ cũng kéo cực kỳ chặt chẽ kín không kẽ hở người trong thôn cũng đều coi là trương lão tam một nhà đến trong thành đi qua Tết đâu, bởi vì người trong thôn gần nhất đều nghe chuyện nói trương lão tam muốn trong thành mua phòng ốc. Trương lão tam nhà hai năm này quá có tiền, không riêng gì chiêu người đỏ mắt còn đưa tới một cái không may tạc. Ngay tại một ngày đêm khuya, một tiếng thê lương kêu rên phá vỡ toàn bộ cao cương thôn bầu trời đêm, ta ở tại thôn nhất đầu đông, liền nghe được kia một tiếng thê lương lúc tiếng hét thảm tiếng kêu này sửng sốt gọi đang ngủ say ta cho đánh thức mà trương lão tam nhà thì ở tại thôn nhất đầu tây có thể thấy được cái này một tiếng hét thảm là cỡ nào to rõ một tiếng này vô cùng tiếng rít chói tai âm thanh không riêng gì đánh thức ta một người phụ mẫu cũng bị đánh thức mùa đông khắc nghiệt cứ việc ta lại không nghĩ tới giường cũng mặc vào quần áo hất lên một thật giày áo bông bò lên chờ ta ra phòng về sau phát hiện phụ mẫu động tác còn nhanh hơn ta bọn hắn đều đã chạy vội tới cửa chính toàn bộ trong thôn chó cũng đã bị kinh động gâu gâu tiếng kêu tại toàn bộ thôn trên không quanh quần ta đi tới cửa thời điểm phát hiện trên đường lớn cũng tụ tập không ít người còn có rất nhiều người nắm chó ra đều hướng phía thôn đầu tây quá khứ ai cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng là tiếng kêu thảm kia gọi không có người khang cùng gặp quỷ người trong thôn luôn luôn đoàn kết nhà ai nếu là xảy ra sự tình đại gia đều là hỗ bang hỗ trợ rất hiển nhiên vừa rồi kia thân kêu thảm rất không tầm thường gọi thật sự là quá thảm rồi đại gia đều lo lắng là nhà ai xảy ra sự tình cửa ải cuối năm gần dễ dàng nhất chiêu tạc tặc cũng nghĩ qua cái năm béo thích nhất lúc trước tết xuất động cuối năm thời điểm từng nhà cũng đều có chút tiền dư giữ lại ăn tết dùng nói không chừng có tặc tiến nhà ai môn bị chủ nhân phát hiện liền lại làm lên giết người cướp của hoạt động ta đứng tại cửa chính thời điểm liền đã nghe qua đường người nói như vậy phụ mẫu không nói hai lời, cũng từ trong viện nhặt lên quốc cùng sẻng hướng phía thôn đầu Tây quá khứ, cũng dặn dò ta ở nhà canh cổng, ta là hơn 10,20 trẻ danh to xác. Vậy mà để cho ta để ở nhà canh cổng, ta đây sao có thể nguyện ý, lúc ấy cũng rất tò mò bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền nói để bọn hắn ở nhà nhìn xem, trở về phòng liền sờ soạng một dao phay Mang theo liền hướng phía đầu thôn Tây chạy tới. Rất nhanh, ta đi theo đại bộ đội liền đi tới thôn nhất đầu Tây, phát hiện chờ ta đi tới đây thời điểm, trương lão tam cửa nhà đã tụ tập thật nhiều người, ba tầng trong ba tầng ngoài. Chán gọi là một cái chật như nêm cối, ẩm ý, tiếng nói chuyện dối bời một mảnh, sen lẫn rất nhiều đại chó săn tiếng kêu. Đại gia liền tụ tại trương lão tam nhà cổng, nhưng là không có người đi vào, bởi vì trương lão tam nhà đại môn đóng chặt. Đang lúc đại gia không biết như thế nào cho phải thời điểm, thôn trưởng mang theo hắn ra nhị tiểu tử lắc lắc ung dung đi tới, nhà hắn nhị tiểu tử trong tay còn nắm một đầu hung mãnh đại chó săn. Đứng lên so với người đều cao đại gia hòa, vừa nhìn thấy thôn trưởng tới, ồn ào đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Thôn trưởng ngoại hiệu gọi nhị ngốc tử, đây đều là thôn dân như vậy gọi, về phần hắn vì cái gì gọi nhị ngốc tử, ta cũng không biết, dù sao từ ta lúc còn rất nhỏ, đại gia sau lưng đều gọi như vậy. Thế nhưng là cái này nhị ngốc tử một chút đều không ngốc, ta đã lớn như vậy, cũng không biết cái ngoại hiệu này khởi nguyên là cái gì. Nhị ngốc tử ở trong thôn làm mấy chục năm thôn trưởng, liền có một cỗ uy nghiêm tại, cho nên hắn vừa đến trận, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại làm gì vậy, nói nhau nhau cây đuốc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thôn trưởng nghiêm nghị nói. Lúc này, một nhà cùng trương lão tam nhà rất gần một cái tên là lão yên người đứng ra nói ra. Thôn trưởng, cái này hơn nửa đêm, ta cũng không biết ra chuyện gì, liền nghe trương lão tam nhà, ngao, một cuống họng, gọi làm người ta sợ hãi phần phật, liền ra tới nhìn một cái, gõ nửa ngày môn cũng không ai ứng. Đại môn bị khóa trái nhị ngốc tử nhẹ gật đầu liền mang theo nhà hắn nhị tiểu tử cùng con kia đại chó săn hướng phía trương lão tam cửa nhà đi đến nhị ngốc tử thiếp tại cửa ra vào nghe trong chốc lát lúc ấy ta liền đứng tại nhị ngốc tử sau lưng liền nghe được kia trong sân truyền đến một trận mà tiếng khóc ô nghẹn ngào nuốt rất là dọa người nhị ngốc tử nhướng mày chợt vung vẩy lên quạt hương bồ lớn bàn tay hướng phía cửa sắt lớn cạch cạch đập mấy lần trung khí mười phần hô Tam Hoa Tử ở nhà không, ta là người lão thúc tranh thủ thời gian mở cửa thôn trường. Trong nhà hắn hẳn là không người a. Đại môn này đều đóng vài ngày không có mở ra. Lão yên ở một bên nói không ai từ đâu tới tiếng khóc. Có phải là cái này Tam Hoa Tử khinh xuất lại đánh vợ hắn rồi? Thôn trưởng hỏi vừa rồi kia dọa người phần Phật tiếng kêu là nam nhân. Ta nghe tiếng thanh gần sang năm mới ai cùng mình nàng dâu không qua được a. Lão yên lại nói thôn trưởng trầm ngâm một lát, đột nhiên vung tay lên, trầm giọng nói. Cho ta đem đại môn đập ra. Đuổi thi thế ra từ mộng u long mùi máu tươi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thôn trưởng, tốt như vậy đại môn, vạn nhất cho đập bể làm sao xử lý. Lão Yên có chút niềm tin không đủ mà hỏi. Đập bể ta bối, cho ta nện, nhị ngốc tử lần nữa nghiêm nghị nói thốt ra lời này xong, kia còn có cái gì dễ nói, nhị ngốc tử sau lưng lập tức đi lên mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hậu sinh, liên kích thêm đạp, lại là cái quốc lại là diêu. Nện kia cửa sắt lớn ầm rung động, sau một lát kia khí phái cửa sắt lớn liền bị nện mở, nện kia cửa sắt mấp mô, cùng súng máy đảo qua giống như. Đường sắt cửa mở ra một khắc này, một cỗ âm lãnh gió nhào tới trước mặt ta liền đứng tại mấy người này sau lưng, có thể rõ ràng cảm giác được cỗ này khí tức âm lãnh, tuy nói tại mùa đông phương Bắc, lạnh là bình thường nhất bất quá tình huống. Thế nhưng là cái này lạnh rõ ràng có chút không bình thường, loại này lạnh là âm lãnh, là một loại lạnh đến trong xương tủy lạnh, tùy theo, một loại không khỏi sợ hãi lập tức quanh quẩn ở trong lòng. Để cho người ta có một loại không nói được khủng hoảng cảm giác. Mặc kệ thế nào nói, ta cũng là một hai chục đến tuổi trẻ danh to xác, độ tuổi huyết khí phương cương, trong tay còn cầm một thanh dao phay, đi theo phía sau mấy chục lỗ hổng người. Còn thật không có có gì phải sợ, lập tức liền dẫn theo dao phay hướng phía trong viện đi đến. Thế nhưng là ta đi hai bước, phát hiện sau lưng căn bản không có người theo tới, lạ thường yên tĩnh, liền liền kia mấy cái một mực sủa loạn không chỉ đại chó săn cũng đều không gọi quay đầu nhìn thời điểm mới nhìn đến thôn trưởng nhị ngốc từ cùng mấy cái kia tuổi trẻ hậu sinh đều ngây ngốc đứng tại cửa ra vào không biết đang làm cái gì bất quá nét mặt của bọn hắn tựa hồ cũng có chút giật mình khó mà che giấu khủng hoảng treo ở trên mặt lão yên đi theo thôn trưởng phía sau hút một ngụm khí lạnh thanh âm có chút phát run đột nhiên nói ra cái này đại cửa vừa mở ra ta thế nào cảm giác toàn thân nổi da gà đột nhiên đều bốc lên chân đều có chút run lên chút đấy lão yên câu nói này vừa nói ra khỏi miệng ta cái này mới phản ứng được vừa rồi cửa vừa mở ra thời điểm ta chính là loại cảm giác này lúc ấy không cách nào hình dung đều bị cái này lão yên nói ra toàn thân đều nổi da gà một cỗ ác hàn trực thấu đáy lòng Thôn trưởng Nhị Ngốc Tử sắc mặt cứng đờ, hướng phía lão Yên cái mông liền đá một cước, tức giận nói ra: "Tiểu tử ngươi không có chuyện liền yêu nói loạn đấy, gần sang năm mới, liền ngươi thí sự nhiều, đi, tiến trong viện nhìn một cái." Nói, Nhị Ngốc Tử liền chào hỏi sau lưng một đám lớn người, phần phật liền hướng phía trong viện đi, thế nhưng là lúc này, chuyện kỳ quái liền phát sinh, các thôn dân mang đến kia mấy đầu đại lang cẩu chết sống cũng không chịu tiến trương lão tam nhà viện tử, từng cái cục đuôi, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào tiếng vang, nhất là thôn trưởng nhi tử nhị tiểu tử dắt tới đầu kia đại lang cầu. Lúc này đã sợ tè ra quần, mặc cho nhị tiểu tử như thế nào lôi kéo, chết sống chính là không chịu tiến trương lão tam nhà viện tử, không riêng gì không tiến vào, thân thể còn một mực về sau co lại nhị tiểu tử cái kia khí a à, lòng tràn đầy coi là mang theo đầu này thần kỳ đại chó săn có thể uy phong một thanh kết quả cái này đại chó săn không biết sao liền không nghe lời mấu chốt là còn sợ tè ra quần chân đều run lên người này thật đúng là ném đi được rồi bắt được kia đại chó săn hung hăng đá mấy cước nhị cầu tử thật sự là không có cách nào buông lòng tay ra bên trong dây xích sắt để kia đại chó săn lăn xa xa lúc này Kia đại chó săn cuối cùng là nghe lời, cụp đuôi, trong chớp mắt liền chạy mất dạng. Còn lại mấy đầu đại chó săn cũng là cùng nhị cầu tử mang con chó kia chết sống không chịu tiến đến, chuyện này thật đúng là có chút tà dị, người sáng suốt xem xét liền có cái gì không đúng. Ánh mắt mọi người lần nữa nhìn chằm chằm về phía thôn trưởng nhị ngốc tử, toàn trông cậy vào hắn quyết định, lúc này đại gia trong lòng đều không chắc đúng vào lúc này kia lão yên hết lần này tới lần khác lại rất phối hợp bầu không khí tới một câu thôn trưởng a à, cái này trương lão tam nhà viện tử chó cũng không dám tiến đến có phải là hắn hay không trong nhà có cái gì đồ không sạch sẽ a à, vừa rồi vừa rồi tiếng kêu kia sẽ không là cả ngày hồ liệt liệt bà ngươi cái chân gần sang năm mới trong miệng ngươi liền không có câu lời hữu ích sợ cái gì sợ cái gì chúng ta nhiều như vậy đại lão ra, còn sợ bị ăn hay sao? Đều cho lão tử đi qua nhìn một chút. Thôn trưởng nổi giận, đứng mũi chịu sào đi tại đám người phía trước, chắp hai tay sau lưng nhanh chân hướng, phía trong viện đi đến. Ta cùng nhị tiểu tử bọn hắn cùng một chỗ phần Phật cũng vội vàng đi theo. Trường lão tam nhà viện tử rất lớn là hai năm trước mới xây hắn tài đại khí thô riêng là đem sát vách viện cũng mua hết xuống tới sát nhập thành một cái viện cho dù là mấy chục lỗ hỏng người cùng một chỗ tiến đến cũng không lộ vẻ chen chúc đi về phía trước không có mấy bước liền đi tới cửa phòng cũng không biết sao sắp đến cửa phòng thời điểm một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi liền trôi giạt đến trong lỗ mũi chờ đến cửa phòng thời điểm cỗ này mùi máu tanh liền càng thêm nồng nặc một chút ngọt lịm để cho người ta cổ họng phát ngọt coi như thôn trưởng muốn gõ cửa phòng thời điểm đột nhiên một tiếng như có như không tiếng nước nở từ phòng ở đằng sau truyền tới phối hợp cái này hơi có chút quỷ dị bầu không khí hoàn toàn chính xác mười phần dọa người thôn trưởng duỗi ở giữa không chung tay đột nhiên ngừng lại nói ra phòng đằng sau có người đại gia đi qua nhìn một chút nói, thôn trưởng mang theo một đám hán tử, hướng phía tầng hai lầu nhỏ đằng sau chạy tới. Nhưng gặp ngay tại tầng hai lầu nhỏ đằng sau một mảnh đống đồ lộn xộn bên trong, nằm sấp một cái đen xì đồ vật, đại gia dùng đèn pin vừa chiếu, mới nhìn rõ ràng là một cái máu me nhầy nhụa người. Đầu giống như mở bầu, đem cả khuôn mặt đều nhuộm đỏ, cùng một huyết hồ lô giống như cái này người thật giống như tổn thương không nhẹ kia như có như không tiếng nức nở bắt đầu từ cái này nhân khẩu bên trong phát ra tới người nào nằm nơi này làm gì vậy thôn trưởng dùng đèn pin hướng phía kia huyết hồ lô chiếu tới kia huyết hồ lô xem xét nhiều người như vậy cùng hồi quang phản chiếu đột nhiên tinh thần một chút nhưng lại cùng người bị bệnh thần kinh giống như hô to kêu lớn lên cứu cứu mạng a à, có quỷ có quỷ a à, có bà ngươi cái chân mau nói ngươi là làm gì thôn trưởng nghiêm nghị chất vấn lúc này kia huyết hồ lô thân thể đột nhiên lắc lắc ung dung bò lên lập tức liền nhào về phía thôn trưởng ôm thật chặt ở bắp đùi của hắn mười phần hoảng sợ kêu khóc nói cứu mạng a à. mau dẫn ta ra ngoài nơi này có quỷ có quỷ a à thôn trưởng giật nảy mình, nghĩ trốn về sau tới, nhưng không có né tránh, bị kia huyết hồ lô làm một quần máu, nếu không phải xem ở hắn đầu đầy đều là máu phần bên trên. Thôn trưởng hận không thể quất hắn hai bàn tay, dễ dụa trong chốc lát, thôn trưởng không có đem tránh thoát, ngẩng đầu hướng phía phía trên nhìn thời điểm, phát hiện lầu hai cửa sổ là mở ra, chợt thôn trưởng ánh mắt có rơi vào hậu viện trên tường phát hiện phía trên kia có một khối rất rõ ràng vết máu lập tức liền hiểu rõ ra tiểu tử này là một cái tặc trộm xong đồ vật muốn chạy thời điểm không có nghĩ rằng dưới chân trượt một chút đầu đâm vào hậu viện trên tường đem đầu u đầu sứt chán đuổi thi thế ra tử mộng u long chết có kỳ quặc nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com người trong thôn bắt được trộm đồ tặc đều là trước đem đánh một trận hả giận, sau đó lại báo quan, thế nhưng là cái này đầu đầy là máu ra hỏa đều đã thành bộ dáng này. Lại đánh hắn một trận đoán chừng liền đánh chết, mặc dù nói là Pháp không trách chúng, cái này trộm đồ tặc cũng hoàn toàn chính xác đáng hận, nhưng là dù sao tội không đáng chết. Người trong thôn cũng đều thực sự, đều nghĩ đến trực tiếp báo quan được sau đó thôn trưởng lại hỏi cái này tặc mấy vấn đề hỏi hắn là nơi nào người tới này làm gì tiểu tử này không biết là quẳng mơ hồ vẫn là giả vờ ngây ngốc một vấn đề đều không trả lời chỉ là run lẩy bẩy lẩm bẩm một mực nói trong ngôi nhà này có quỷ còn ôm thật chặt ở thôn trưởng đùi không thả thật sự là cầm tiểu tử này không có cách nào cuối cùng thôn trưởng bất đắc dĩ liền nói để chúng ta đập ra môn nhìn xem trong phòng trương lão tam một nhà có hay không xảy ra chuyện gì ngay sau đó đám người lại chuyển rời đến trương lão tam nhà cửa phòng thôn trưởng cũng đi theo đến đây hắn là kéo lấy kia đầu đầy là máu ra hòa tới chỉ là kia tiểu tử vừa nhìn thấy đám người muốn đập ra trương lão tam nhà cửa trên mặt biểu lộ liền biến cực độ hoảng sợ xoay người chạy chỉ là không có chạy hai bước liền một đầu mới ngã trên mặt đất như thế ngoài ngoài dự liệu của mọi người lại cũng không biết tiểu tử này là dọa vẫn là đầu mở bầu về sau mất máu quá nhiều tạo thành tóm lại tiểu tử này ngất đi vì cái gì cái này tặc như thế sợ hãi mở ra trương lão tam nhà cửa phòng đâu còn có vừa rồi tụ tập tại trương lão tam cửa nhà kia mấy cái đại chó săn cái này đại môn vừa mở ra kia chó săn lúc ấy liền sợ tè ra quần chết sống không dám vào tới nhất làm cho ta cảm giác thật không tốt chính là đại môn mở ra một sát na kia, một cỗ âm phong nhào tới trước mặt, bây giờ đến trương lão tam nhà cửa phòng, loại cảm giác này liền càng rõ ràng hơn. Cứ việc ta xuyên thật dày áo bông, thân thể cũng có chút run lẩy bẩy. Lúc này, một trận quái gió mà thổi tới, đem trương lão tam nhà trong viện mấy gốc cây thổi tả hữu lắc lư, kia rơi sạch lá cây nhánh cây phát ra ảo ảo tiếng vang, tựa như là quái thú móng vuốt đem mọi người bao phủ tại một mảnh to lớn bóng ma bên trong. Nhìn xem ngã trên mặt đất cái kia tặc thôn trưởng nhị ngốc tử hơi do dự một chút, tùy sau đó xoay người lần nữa đi tới Trương lão tam nhà cổng, đầu tiên là nhẹ nhàng đập vài cái lên cửa. Hỏi trong nhà có người không, dắt cuống họng hô vài tiếng về sau, thấy không có người đáp lại, liền chào hỏi sau lưng tuổi trẻ hậu sinh đem môn cho đập ra trước mặt cánh cửa này cho trương lão tam nhà cái kia đạo cửa sắt so sánh liền yếu đuối rất nhiều, ta đều chưa kịp nhúng tay, liền bị nhị tiểu tử mấy người bọn hắn liên kích thêm đạp cho mở ra. Đường đạo này cửa bị mở ra trong tích tắc, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh sông vào mũi, khiến người buồn nôn. Không đợi ta chiều trong phòng nhìn một chút, tại phía trước nhất nhị tiểu tử bọn người liền đồng thời phát ra một tiếng sợ hãi tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết, đồng thời vội vàng lui lại toàn thân đều run lên suýt nữa đem đứng tại phía sau bọn họ ta cùng mấy người khác đụng vào trên mặt đất liền luôn luôn tương đối trầm ổn lão thôn trưởng cũng dọa hít vào một ngụm khí lạnh thân thể về sau lảo đảo mấy bước đặt mông ngã ngồi trên mặt đất ta đầu tiên là nhìn thoáng qua mấy cái hoảng sợ trong mắt đều muốn bay ra ngoài thôn trưởng bọn người sau đó mới hướng phía trong phòng nhìn lại cái này nhìn một cái ta cũng dọa toàn thân không tự chủ được đánh run một cái một cỗ ác hàn bay thẳng chán trời ạ à, ta đến tột cùng là nhìn thấy cái gì một màn này cũng quá thê thảm quỷ dị một chút mượn sau lưng mặt đèn pin cầm tay ánh đèn ta nhìn thấy trương lão tam giờ phút này liền ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành đối diện đối cửa cũng chính là đối mặt với tất cả chúng ta Bất quá lúc này trương lão tam đã chết đi đã lâu, cũng không biết hắn là thế nào làm, đầy người mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, hắn trên người mặc món kia áo lông bị lưỡi dao rạch ra rất nhiều đau. Máu tươi đã sớm đem món kia áo lông nhiễm một mảnh huyết hồng, đã sớm nhìn không ra nó nguyên bản nhan sắc mà tại lồng ngực của hắn thì cắm một cây chỉ thủ, chỉ thủ này thẳng vào ngực. Liền chỉ còn lại một cái chuôi đao ở bên ngoài nhưng mà, chỉ là bộ dáng như vậy, hoàn toàn không đủ để để cho người ta cảm thấy ác hàn, càng khủng bố hơn chính là, cái này trương lão tam là trợn tròn mát. Sám con người màu trắng tử nhìn chừng chừng lấy chúng ta, tại khóe miệng của hắn còn mang theo một vòng quỷ dị mỉm cười, biểu tình kia nhìn qua có chút trào phúng ý vị. Để cho người ta cảm thấy hung ác cùng không có hảo ý trên người một người bị vẽ vài đao, ngực còn cắm một cây chủy thủ, chết về sau không nhắm mắt, vậy mà khóe miệng còn mang theo một vòng ý cười, đây là tình huống như thế nào? Tình huống này thật hoàn toàn có thể dùng quỷ dị để hình dung, trương lão tam cách chết này tuyệt đối có kỳ quặc. Nhưng là, phòng người chết cũng không vẻn vẹn chỉ là trương lão tam một người, trên mặt đất vũng máu bên trong còn ngã một vị, nhìn bộ dáng hẳn là trương lão tam lão bà, đầu đã dọn nhà liền lăn rơi vào cửa dối bời tóc bị máu tê nhuộm dần máu trên mặt dấu vết đã khô cạn ngưng kết nàng vậy không có đầu thân thể liền ngã tại trương lão tam ngồi ngay ngắn ghế bành bên cạnh thi thể kia không biết bị chặt nhiều ít đau toàn thân trên dưới tất cả đều là vết đau thảm liệt để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng tuy nói là mùa đông khắc nghiệt, nhưng là trương lão tam nhà rất có tiền, trong phòng trang có điều hòa, đến bây giờ còn mở ra, cái này nhiệt độ một cao, thi thể liền đã có hư thối dấu hiệu. Mùi máu tê sen lẫn thi thể mùi thúi giữa nát từ trong nhà phiêu đãng ra, lại thêm loại này kinh khủng mà huyết tinh tràng diện, cái này lực trùng kích thật sự là quá lớn. Thấy cảnh này người, có người phát ra tiếng thét chói tai, có người thẳng hút hơi lạnh, còn có người dọa tại chỗ liền khóc lên, càng có người chịu không được cái mùi này cùng tràng diện. Tại chỗ liền lớn ói ra, lại tỏi vừa thối, cùng huyết tinh cùng thịt thối mùi đan vào một chỗ, mùi vị kia quả nhiên là không dễ ngửi. Đều là nông thôn bên trong nhỏ lão bách tính, ai từng thấy loại tràng diện này, đại gia nhau nhau lui lại, cách kia phòng là càng xa càng tốt. Đám người rốt cục hiểu được, vừa rồi cái kia tặc vì cái gì một mực la to lấy có quỷ, còn không dám để đám người mở ra cửa phòng, nguyên lai like là chuyện như thế. Hắn khẳng định thấy được trong phòng phát sinh đây hết thảy, cho nên mới sẽ dọa từ lầu hai chạy trốn, chỉ là nhảy xuống thời điểm quá mức kinh hoàng, đầu đâm vào hậu viện trên tường. Nói thật ra, tiểu tử này lá gan cũng là đủ lớn, người bình thường nhìn thấy trường hợp như vậy, đoán chừng dọa liền chạy cũng chạy không nổi rồi bất quá nhìn thi thể này hư thối trình độ cùng đã khô cạn động lại máu tươi, cái này không may tặc hẳn không phải là hung thủ, người rõ ràng đã chết không phải một ngày hai ngày. Làm sao bây giờ? Chuyện này còn phải muốn thôn trưởng quyết định. Chưa tỉnh hồn thôn trưởng nhị ngốc tử bị nhà hắn nhị tiểu tử đỡ lấy một mực thối lui đến giữa sân, thân thể không ngừng run rẩy Cha, tam ca nhà đây là sao thế rồi? chúng ta nên làm sao đây, nhị tiểu tử mang theo tiếng khóc nước nở hỏi. Còn có thể làm sao xử lý? Báo cảnh đi, nhị ngốc tử hút khí lạnh tức giận nói. Đuổi thi thế ra từ mộng u long thảm án diệt môn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Đã người chết mà lại chết người còn không chỉ một vấn đề này cũng không phải là thôn trưởng có thể khống chế phạm vi bên trong. Hiện tại có khả năng làm sự tình cũng chỉ có báo cảnh. Trong thôn ra chuyện như vậy, rất nhanh liền truyền ra, trong chớp mắt liền lão nhân cùng tiểu hài cũng cho kinh động đến, nhau nhau đều muốn đi qua tham gia náo nhiệt, chỉ một thoáng. Toàn bộ thôn đèn đuốc sáng trưng, huyên náo âm thanh một mảnh. Bất quá người trưởng thôn này vẫn còn có chút bảo hộ hiện trường ý thức, lúc ấy liền để trong thôn mấy cái hậu sinh duy trì được hiện trường trật tự không khiến người ta tiến vào Trương lão tam nhà phòng, liền liền ngay từ đầu tiến vào viện những người kia cũng đánh ra ngoài đại bộ phận. Chỉ để lại một chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người ngu trong sân, trong đó cũng bao quát ta ở bên trong. Kỳ thật, cho dù là thôn trưởng không ngăn cản người vào nhà, cũng không người nào dám bước vào một bước kia trong phòng quá huyết tinh một chỗ khô cạn huyết thủy, còn có trương lão tam nàng dâu đầu người chắn tại cửa ra vào, nhất là ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, tất cả đều là đều là vết đau trương lão tam. Khóe miệng còn mang theo kia xóa quỷ dị cười, cho dù ai cũng không có có lá gan nhìn nhiều hai mát. Chúng ta cái này cao cương thôn tọa lạc tại một mảnh dãy núi trùng điệp ở giữa, cách gần nhất huyện thành cũng có 50,60 dặm con đường. Mà lại trong thôn thông hướng ra phía ngoài đường cũng không tốt đi, cong cong quấn quấn, còn có một số không có tu sửa đường đất, 10 phần khó đi, đợi hơn một giờ. Phá án cảnh sát nhân dân mới vừa tới chúng ta cao cương thôn. Chờ bọn hắn đến hiện trường về sau, cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi, rất nhanh lại liên hệ dặm cảnh sát hình sự đại đội tiếp tục phái người tới chi viện nơi đó cảnh sát nhân dân rất mau đỡ lên tuyến phong tỏa vụ án lần này không thể coi thường là một lần vô cùng nghiêm trọng án mạng cho dù là tại toàn tỉnh đều hẳn là một cái sự vang dội đại án đạt được nơi đó cảnh sát nhân dân thông chi trong thành phố cảnh sát hình sự đại đội phái ra một nhóm lớn nhân viên cảnh vụ cấp tốc đuổi tới chỉ là xe cảnh sát liền mười mấy chiếc đem trương lão tam nhà tòa nhà vây quanh một cái ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm cối còn đem trong viện tất cả mọi người dọn dẹp ra, cái kia không may tặc cũng bị mấy cái nhân viên cảnh vụ đặt lên xe cứu thương, cũng mà còn có hai cái chiến sĩ vũ cảnh tùy hành áp giải. Hai người kia từng cái súng ống đầy đủ, hiển nhiên là đem kia không may tặc trở thành người bị tình nghi. Sau đó, bắt đầu có số lớn cảnh sát cùng xuyên áo khoác trắng pháp y tiến vào hiện trường, Trương lão tam nhà cửa sân cũng có mấy cái cầm thương chiến sĩ vũ cảnh đứng tại cửa ra vào không cho bất cứ người nào đi vào. Nhưng là toàn bộ trong thôn lão bách tính cũng không có vì vậy mà tán đi, cả một đầu đường phố tất cả đều đứng đầy người trong thôn, duỗi cái đầu, dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh bên trong. Ta cũng không hề rời đi, trước đó liền có người thông chi thôn trường, để gặp qua chỗ đầu tiên người không muốn tùy ý đi lại, một hồi còn muốn lấy khẩu cung đứng tại trương lão tam nhà cửa chính thời điểm ta trong đầu vẫn tại nghĩ mặt khác mấy chuyện trương lão tam cùng vợ hắn đều chết mất bọn hắn đến cùng là chết như thế nào còn có trương lão tam còn có cha mẹ vẫn luôn cùng trương lão tam cặp vợ chồng ở chung một chỗ bọn hắn còn có một cái ba tuổi khoảng trừng tiểu nữ nhi cái đôi này đều chết mất hắn cha mẹ còn có tiểu nữ nhi sẽ không cũng gặp bất chắc a à? ý nghĩ này tại ta trong đầu lóe lên trong lòng không hiểu đã cảm thấy nặng nề sự tình phía sau căn bản cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ tại cửa ra vào ở lại một hồi ta liền nghe được trong viện truyền đến người nôn mửa thanh âm liền thường xuyên phá án pháp y cùng cảnh sát thấy trong phòng thảm trạng đều có thể nôn mửa ra có thể thấy được trong phòng này nên là như thế nào kinh khủng một phen tình hình vẫn bận sống đến sắp hừng đông thời điểm, mấy người mặc áo khoác trắng pháp y liền từ trương lão tam trong nhà lần lượt khiêng ra tới dùng vải trắng được mấy cái cáng cứu thương. Hết thầy khiêng ra tới năm cái, đến tận đây, ta rốt cục xác định, trương lão tam một nhà năm miệng ăn tất cả đều mất mạng, một người sống đều không có để lại. đương cáng cứu thương được đưa lên mấy chiếc màu trắng xe cảnh sát về sau lại có một bộ phận nhân viên cảnh vụ lưu bắt đầu đối với chúng ta trước hết nhất một được chuẩn tiến vào trương lão tam người nhà ghi khẩu cung cái này cũng bao quát ta ở bên trong cho ta ghi khẩu cung chính là một cái xinh đẹp nữ cảnh sát ta xem qua nàng cảnh bài tên của nàng gọi cao tiểu nhã nhìn thấy nữ cảnh sát này lần đầu tiên ta liền nghĩ tới một cái tên là cao viên viên nữ minh tinh khoan hãy nói nữ cảnh sát này cùng cao viên viên dáng rất thật đúng là giống nhau đến mấy phần lớn người cao khuôn mặt tinh xảo một đôi ngập nước mắt to giữ lại già dặn tóc ngắn cứ việc bị rộng rãi đồng phục cảnh sát bao vây lấy cũng khó có thể che lại nàng yểu điệu dáng người chỉ là nữ cảnh sát này nhìn qua có chút cao lạnh nói chuyện cũng là lạnh như băng đơn giản hỏi ta mấy vấn đề ta cũng đều nhất nhất thành thật trả lời hỏi xong cái vấn đề về sau nàng liền căn dặn ta đoạn thời gian gần nhất không nên đến chỗ đi lại lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới ta trưng cầu ý kiến một vài vấn đề năm hết tết đến rồi ta cũng không có ý định đi xa nhà tự nhiên là miệng đầy đáp ứng sau đó trong vòng vài ngày, Trương lão tam nhà viện tử vẫn luôn có cảnh sát nhìn chằm chằm, vẫn là không cho bất luận kẻ nào tới gần trương lão tam nhà. Mà thôn trưởng nhị ngốc tử vào lúc ban đêm liền được đưa tới cục thành phố, phối hợp dặm cảnh sát hình sự đại đội phá án. Thẳng đến hai ngày sau đó, thôn trưởng nhị ngốc tử mới bị đưa trở về, hiếu kỳ mà bức thiết biết trương lão tam ra sự tình người liền ngăn ở nhà trưởng thôn cổng hỏi tam vấn bốn, nhưng mà thôn trưởng lại cho chúng ta một cái không tưởng tượng được đáp án. Cái kia đi trương lão tam nhà trộm đồ tặc tại ngày thứ hai liền tỉnh lại, kỳ thật đầu hắn thượng tổn thương cũng không nặng, chính là phá vỡ một cái lỗ hỏng, lưu không ít máu, nhìn xem thật hù dọa người. Khiến hắn đêm hôm đó ngất đi cũng không phải là mất máu quá nhiều, mà là kinh hãi quá độ chờ cái kia tặc sau khi tỉnh lại, phá án nhân viên chợt liền đối với hắn tiến hành đột kích thẩm vấn, căn cứ cái kia không may tặc nói, hắn là hơn 10 dặm có hơn một cái thôn thôn dân, gọi là Mã Khánh. Đã sớm nghe nói trương lão tam mấy năm này gặp may, kiếm không ít tiền, mà Mã Khánh người này một mực việc xấu loang lổ, thường xuyên làm một chút trộm đạo hoạt động, còn có cái ham mê chính là đánh bạc mắt thấy cửa ải cuối năm gần không riêng gì không có tiền ăn tết còn thiếu đặt mông tiền nợ đánh bạc mỗi ngày bị chủ nợ chặn lấy ra môn không dám về nhà thế là liền kiếm tàu thiên phong liếc tới trương lão tam nhà nghĩ từ trong nhà hắn trộm chút thư đáng giá còn một chút tiền nợ đánh bạc không có lường trước chính là xui xẻo như vậy đêm hôm đó hắn từ trương lão tam hậu viện bò lên lầu 2, cậy mở nhà hắn cửa sổ, vừa mới tiến vào đi, chuẩn bị lật chút thứ đáng giá, liền thấy trong phòng quạt trần treo ngược lấy một cái đen xì đồ vật. Bị gió thổi qua tả hữu lắc lư, thế là dùng đèn pin nhỏ vừa chiếu, lập tức liền dọa hồn phi phách tán, bởi vì hắn nhìn thấy kia quạt trần treo ngược lấy chính là một người. Mà lại là một cái máu me khắp người tiểu hài nhi, trên thân tất cả đều là vết đau, đã không biết chết mấy ngày.